Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái ổ khóa này. Cái ổ khóa này dùng cho máy xăng các bạn nhé. Đấy, thì nó rất là hay. Thứ nhất là nó chống nước này. Đấy, đây. Các bạn khi cắm chìa vào này, nó có như cái mũ chụp những cái lốc chìa khóa này. Rất là đẹp đấy. Để mình quay nó sáng lên một chút. Đấy, đây, nó có cái lúm chụp này. Thứ nhất là nó cũng có hai lớp này. Lớp thứ nhất là bạn vận chìa lên bình thường này, và lớp thứ hai là lớp đề lổ này. Đấy, nó nhả về nên rất là tiện dụng cho các bạn làm xe ô tô, sử dụng máy xăng nhé. Nó sử dụng giống như chìa khóa xe máy thôi, nhưng nó có thêm chức năng đề lổ. Thứ hai nữa là chống mưa nhé. Có cái nắp như kiểu cái mũ này, rất là tiện dụng này. Cái này này, bạn nắp đặt thì các bạn chỉ cần tháo này thôi, xong là đặt lên cái táp lô ấy, các bạn siết con này lại là nó sẽ nằm in chết vị trên cái vỏ ô tô. Đây, còn các cái kích thước của nó thì như sau. Kích thước tổng quan chiều dài của nó là 8 cm, kích thước đường kính lớn nhất của nó là 4 cm. Này, nó có 5 cái dây điện này. Bình thường thì ổ khóa xe đạp điện bình thường, ổ khóa xe máy xăng bình thường thì nó có 4 dây, thì 2 dây là cấp điện và 2 dây là tắt điện, 2 dây để bật và 2 dây để tắt. Thì ở trên con này nó thêm một sợi dây đề lổ nữa, cấp điện cho con rơ le đề lổ. Thì các bạn có thể sử dụng con này như một cái thiết bị ổ khóa ô tô rất là hay nha các bạn nhé. Tiếp theo là giới thiệu đến các bạn cái bộ dây điện cho xe 4 bánh máy xăng này. Bộ này là bộ dây điện của thằng động cơ thôi, chứ không phải là của 4 bánh. Nói nó hơi tiện mồm tí, các bạn thông cảm. Đây, các bạn có thể mua cái bộ dây này kết hợp với này cái bộ công tắc ổ khóa có đề của mình lúc nãy. Rồi các bạn kết hợp vào đấu vào đây nó không rất là dễ nhé. Thế bình thường thì nó phải dùng một công tắc đề rời này trên xe máy này. Đấy, thì các bạn bỏ cái dây này đi, kết hợp với cái ổ khóa. Đây, ổ khóa của nó đây. Ổ khóa của nó thì không có đề. Các bạn ổ khóa bình thường là chỉ tắt mở như này, bình thường này thôi. Nếu như các bạn sử dụng cái bộ dây điện này, các bạn lại kết hợp với này cái bộ ổ khóa lấy của mình ấy, thì nó rất là tuyệt vời luôn. Còn cái phần đèn đóm xi nhan ấy, thì các bạn cũng từ cái bộ dây điện này các bạn tách nó ra rất là dễ thôi. Đây là con mobil này, lạp này, rơ le và IC kia. Bộ dây này thì nó chỉ là dây cơ bản để đấu chạy thôi. Còn các bạn triển khai nó ra đèn còi xi nhan này ở những cái rắc như này, rất là dễ, không có gì khó cả. Đây là con dưa le. Đấy, dưa le này, IC này. Đây, tất cả những rắc đèn còi này. Nó cũng khá là dễ thôi. Dây đèn còi thì các bạn đấu lên ổ khóa vô lăng, hoặc là các bạn đưa nhánh ra những cái táp lô cũng được. Nếu như các bạn không sử dụng vô lăng có ổ khóa thì các bạn sử dụng công tắc ở trên táp lô. Thì nguyên lý của nó cũng khá là đơn giản thôi. Đối với những cái đèn xi nhan thì các bạn đi qua một con chip. Đấy, qua một con chip xi nhan. Thì từ con chip xi nhan nó sẽ chẽ ra làm hai hướng, và xi nhan bên trái, xi nhan bên phải. Còn đèn pha thì rất là dễ thôi. Ta lấy điện từ ắc quy, xong rồi lên ổ khóa. Thì cái đèn cấp điện thì bao giờ cũng phải nằm sau ổ khóa rồi, thì khi đó là mình bật điện thì nó mới có đèn. Còn nếu mà không ấy, thì
nhiều khi là mình chưa bật điện đã lên rồi đấy, mình phải đấu sau ổ khóa. Cái từ ổ khóa thì mình đi công tắc, nên công tắc pha cốt đấy và công tắc đèn hậu sau thì nó cũng khá là dễ đấy. À, tiếp theo tới nữa là giới thiệu cho các bạn đến các bạn cái chân ga máy xăng, cũng là một cái phụ kiện để cho các bạn là độ một cái xe ô tô 4 bánh sử dụng động cơ xăng. Đấy, cái chân ga này nguyên lý thằng này nó để trên sàn thôi, ấn như thế này đấy, các bạn đỡ phải chế, rất là đẹp luôn nhá. Cái này có thể làm ô tô chuyển từ xe máy ga tay sang ga chân. Đây. Đây. Nó quặc cái quả ga vào đây thôi. Cái kích thước của nó thì cũng khá là nhỏ gọn thôi các bạn ạ. Đây. Chiều cao của nó này khoảng 14 cm. Phần từ khuỷu này đến đây là 18 cm. Bàn đạp ga là 9 cm. Đấy. Các bạn cứ nghiên cứu xem là sử dụng cái nào phù hợp để làm xe. Mình chỉ giới thiệu thôi, còn các bạn lựa chọn nhặt sao cho phù hợp. Tiếp theo đến là một cái bộ ba sử dụng cho những cái loại động cơ máy xăng có côn. Đây. Cái này mình chỉnh lại camera một tí đã. À, tiếp theo thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ ba gọi là ga phanh côn. Đấy. Thì những cái bạn mà làm xe ô tô mà sử dụng phanh dầu này, chân ga này và những cái dòng côn tay thì có thể sử dụng chân côn này, chân phanh này và chân ga này. Cái này thì chân phanh này thì nó sử dụng cho phanh dầu, nhưng mà các bạn làm phanh cơ thì cũng dễ thôi. Đấy, như này, như này. Các bạn chỉ cần hàn cái mỏ này, nó dài lên một chút này. Đây, các bạn hàn cái mỏ này. Hàn cái mỏ này nó dài ra một chút ngoài này. Khi các bạn đập phanh thì nó sẽ kéo cái dây phanh cơ thôi, cũng không có gì là đơn giản. Còn khi mà ta sử dụng phanh dầu thì nó sẽ chống tì phanh dầu vào đây, thì các bạn ấn thì nó sẽ tì phanh dầu xuống. Đây là chân ga đây. Đây, chân ga thì nó có cái lẫy này để quặc cái quả ga vào đây. Đấy. Tiếp theo đây là cái chân côn. Đấy, thì nó làm sẵn rồi, các bạn về làm ô tô thì nó nhàn lắm. Mà nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Nó không phải là dạng chế chá gì cả. Cái này thì bên mình nhập cái số lượng lớn cho nên giá thành nó cũng khá là rẻ thôi. Đi bộ ga phanh côn này chỉ nó hơn 500. Đấy. Nhưng mà chất các bạn có thể tự làm đấy được, nhưng mà nó mất thời gian lắm, mà nhìn nó xấu, nó không hợp lý. Cái này kết cấu thì nó không khác gì bên ô tô cả, ga phanh côn rất là đẹp. Cái này bên mình bán cũng lâu rồi, nhưng mà ứng dụng thì cũng ít bạn là mua quá. Cũng có thể do các bạn là kinh tế nó hơi eo hẹp cho nên là tự chế lấy tất cả thôi, nhưng không thể đẹp bằng cái này được. Hoặc là cũng có các bạn chưa biết đến thì hôm nay mình xin giới thiệu lại. Đấy. Đây. Đây là có cái khe này. Đấy. Đây nó có cái khe này. Cái khe này để các bạn cài dây vào đây này,
và các bạn mắc về đằng chân ga này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái bộ này thì nó cũng là bộ treo thôi, treo trên như này thôi. Đấy, treo nghiêng này, các bạn đặt sao cho chân ga, chân phanh, chân côn nó hợp lý. Đấy, rất là đẹp nhé. Này, ga này, côn này, đạp ga, nhả côn. Đấy, mà vào côn nhả ga. Đấy, nhả ga đạp phanh như ô tô số sàn luôn. Đấy, các kích thước của nó rất là hợp lý rồi. Cái này nó được đúc kết rồi. Ở đây nó còn có cái khóa phanh này. Ở đây nó còn có cái điểm này là điểm để nắp phanh này. Đấy, cái lỗ này là các bạn để nắp phanh nhé. Nắp cái công tắc phanh vào đây này. Khi các bạn đạp phanh ấy, thì nó sẽ bật đèn hậu lên. Đấy, rất là đầu đuôi và rất là đầy đủ. À, tiếp theo thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cái dây ga độ cho xe máy này. Các bạn làm ô tô thì nó nhiều khi đưa động cơ về phía đằng sau thì dây ga nó cần phải dây dài. Thì mình xin giới thiệu đến các bạn đây là cái dây ga này dài 2 mét. Đấy, để cho các bạn độ lại cho nó chuẩn. Đây là những cái phụ kiện xăng đấy, mình nãy giờ mình giới thiệu đấy. Các bạn lựa theo cái thiết bị đó để mà các bạn có thể làm cho mình một cái xe rất là ưng ý. Dài 2m2 các bạn nha, nó cũng tiêu chuẩn. Đầu cốt, đầu dưới, quả ga này đều theo một cái tiêu chuẩn. Thường thì sử dụng cho những cái dòng máy 110, 125 thì đều dùng cái loại này thôi. Còn đối với những cái máy 175 hay là 150 thì nó có khác một chút, thì cái này các bạn tùy theo. Các bạn nhìn cái xe của mình nếu cảm thấy nó giống cái này thì các bạn có thể mua. Đấy là các bạn lựa chọn. Đây, mình có đo cho các bạn đây. Cái đầu cặp nhỏ trên cái quả ga này. Đấy, nó là 3mm đường kính. Còn đầu cặp trên cái cần phanh này 6mm. Cái chiều này là 1cm 10mm. Đấy, có kích thước cụ thể đấy thì các bạn xem nếu dùng được thì các bạn có thể đặt hàng. Tiếp theo là mình xin giới thiệu đến các bạn cái cần số này. Cần số này thì nó là của bộ cần số 5 tạ đây. Nên các bạn có thể ứng dụng nó vào cái việc sang số. Nếu như các bạn không sử dụng số 5 tạ nhé, thì các bạn vẫn có thể sử dụng cái cần số này. Kết hợp với hai cái sợi dây nữa là các bạn có thể, một là sử dụng sang số và hai là sử dụng để tiến lùi. Đây thì ở trên này là nó có hai cái cần số này. Đấy, nó có cái cần đây này. Đây một cái cần này, đây để bắt vào đây cần này. Khi các bạn lắc ngang này. Đây. Đấy. Nếu như các bạn bẻ ngang này. Đấy. Các bạn bẻ ngang này. Với cái chiều ngang này có thể các bạn dùng để sang số tới lui. Các bạn sang số với cái chiều lắc ngang này, nó có chiều hồi về này, nó tự trả về được. Thì các bạn dùng vào mục đích là sang số, số 1, số 2, số 3, số 4. Thì trên tableau của mình có hiển thị số rồi, cho nên các bạn không sợ là không biết nó đang nằm vị trí số nào. Đấy, tiến này, tiến này, tiến này, lùi này, lùi này, về số này. Số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4 này. Đấy, số 3 này, số 2 này, mo này. Thì các bạn có thể dùng cái này. Tiếp theo đến là cái cần ở trong này. Đây nó là cái cần này đây. Thì các bạn có thể dùng để tiến này, lùi này. Chắc ở với một cái vị trí tiến hay vị trí lùi, các bạn đều có thể lắc được cái cần này. Đang ở trên số lùi các bạn có thể lắc sang được. Đấy, nó rất là hay. Khi các bạn đang ở vị trí tiến, các bạn có thể sang số bình thường. Đấy. Đấy, chỉ cần nắc ngang thôi, cái này là nắc vuông. Thì trên này nó có cái bọc cao su đây. Các bạn có thể tận dụng cái này để sang số xe máy của mình và sang số tiến lùi.
Đấy, cũng không cần phải dùng số lăm tạ làm cái gì, dùng cái này là được rồi. Bản chất cái xe máy thì nó có số sẵn rồi. Việc sang số thì chỉ cần sử dụng cái bộ tay lắm số này là các bạn cũng có thể sang được số mà không cần đến dùng hộp số lăm tạ nhé. Đấy. Có cần mạnh thì chỉ cần mua thêm cái hộp số phụ nữa thôi. Tiến này, lùi này. Đấy, tiến này, lùi này. Đấy, còn chỉ cần muốn sang số 1, số 2, số 3 thì các bạn cứ kéo ngang thôi. Đây, số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4 này. Đấy, đây. Ở vị trí tiến hay lùi hay là nằm giữa thì đều các bạn đều có thể sang được số bình thường. Đấy, rất là nhàn. Đây các bạn có thể ứng dụng cái này vào làm một cái cần để sang số xe máy rất là dễ thôi. Cái bộ này nó rẻ thôi. Các bạn mua cái bộ này và mua hai bộ dây số nữa là được. Thì đấy là một số cái phụ kiện mình giới thiệu để các bạn làm một cái xe máy, làm một cái xe bốn bánh máy xăng. Thì các bạn cứ lựa chọn cho mình những cái phù hợp nhất nhé. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh xe điện motor điện, kênh phụ tùng chuyên về các cái dòng 3-4 bánh điện và xăng, tất cả các loại xe luôn.